Ngày hôm nay chúng ta có hai báo cáo viên là bác sĩ Nguyễn Minh Huệ với bác sĩ Nguyễn Bích Liên. Thì trong đó thì sẽ có hai bài, trong đó chúng tôi xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Minh Huệ sẽ giới thiệu về cái vai trò của thuốc chế aromatase trong điều trị ung thư vú giai đoạn sớm. Xin mời bác sĩ Huệ. Dạ, em xin cảm ơn anh Tuấn Anh. Kính thưa các anh chị, thì hôm nay trong buổi sinh hoạt khoa học thì xin nói về chủ đề là ung thư vú giai đoạn sớm. Thì mảng điều trị nội tiết cũng là một cái mảng gần đây đang được chú trọng rất là nhiều trong điều trị ung thư vú. Nên em xin được báo cáo một cái bài về vai trò của ức chế aromatase trong điều trị ung thư vú, cụ thể nội tiết dung tính giai đoạn sớm. Thì như chúng ta đã biết thì ung thư vú là một trong những cái nguyên nhân ung thư hàng đầu trên thế giới. Thì nếu xét cả cả hai giới thì ung thư vú đứng hàng thứ nhất với tỷ lệ là 1,7% các ca mới mắc theo thống kê của Global năm 2020. Tiếp theo là ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, tiền liệt tuyến, dạ dày và gan, ung thư cổ tử cung. Thì tại Việt Nam thì số ca mới mắc ung thư vú cũng đứng hàng đầu tiên, đứng hàng thứ nhất chiếm 25,8%, và số ca tử vong cho ung thư vú cũng đứng hàng thứ nhất chiếm tỷ lệ là 19,4%. Thì đối với những cái bệnh nhân ung thư vú đã được chẩn đoán thì ở giai đoạn tại chỗ cũng như giai đoạn tại chỗ tại vùng thì tỷ lệ chữa khỏi rất là cao và tỷ lệ sống còn ở các giai đoạn sớm có thể đạt từ 86 lên đến 99%. Trong những trường hợp di căn xa thì tỷ lệ sống còn 5 năm giảm xuống dưới 30%. Thì nói về ung thư vú thì có xét tới những các yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là về tuổi thì hay gặp trên 40. Tuy nhiên gần đây thì ung thư vú đã ngày càng trẻ hóa và số tuổi phát hiện sẽ trẻ dần. Ngoài ra có yếu tố khác như là giới tính thì thường gặp ở nữ, chiếm khoảng 70% so với nam. Các yếu tố về di truyền, về gen cũng như về các yếu tố sinh hoạt như hút thuốc lá, chế độ ăn uống. Có một số yếu tố khác cũng gọi là yếu tố nguy cơ như là có kinh sớm và mãn kinh muộn. Phụ nữ có sử dụng các liệu pháp nội tiết, thuốc ngừa thai, có estrogen hoặc là những người thân trực hệ bị ung thư vú. Những cái phụ nữ mang thai và cho con bú thì có thể làm giảm nguy cơ tử vong ung thư vú. Về tiên lượng bệnh thì ở những ung thư vú giai đoạn sớm, giai đoạn 0 đến giai đoạn 3 thì tiên lượng tỷ lệ sống còn sẽ đạt từ khoảng dao động từ 72% lên tầm khoảng 98 đến 100%. Tuy nhiên ở giai đoạn 4 thì tỷ lệ tiên lượng thấp hơn dưới 30%. Trong ung thư vú thì có phân nhóm ra là ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính chiếm từ 65 đến 75%. Ung thư vú có thụ thể HER2 dương tính từ 15 đến 20%, và ung thư vú tam âm, thể tam âm thì chiếm khoảng 15%. Nói về điều trị nội tiết trong ung thư vú thì thụ thể nội tiết sẽ bộc lộ quá mức ở khoảng 70% các trường hợp ung thư vú. Và khi cái thụ thể hormone estrogen gắn với thụ thể nội tiết, estrogen thì khởi động các tín hiệu và hạt hóa gen gây tăng sinh tế bào u. Thì nếu như ức chế được con đường thụ thể của estrogen sẽ có vai trò trong điều trị ung thư vú. Trong lịch sử điều trị nội tiết của ung thư vú thì có tác giả George Thomas Beeston là cha đẻ của phương pháp cắt buồng trứng trong điều trị ung thư vú. Ca bệnh đầu tiên được báo cáo của Beeston vào năm 1986 đã được cắt buồng trứng hai bên để điều trị ung thư vú, đã được báo cáo trên tạp chí Lancet, và sau đó bệnh nhân đã đạt được cái sống còn thêm là khoảng 4 năm sau phẫu thuật cắt buồng trứng hai bên. Trong một
bài báo đăng trên tạp chí ung thư năm 2002. Đây là một bài báo có số lượng bệnh nhân lớn, đó là 709 phụ nữ tiền mãn kinh. Trong đó có 652 bệnh nhân là Việt Nam và 47 bệnh nhân là người Trung Quốc. Thì trong nghiên cứu này cho thấy là ở những cái bệnh nhân mà sử dụng các buồng trứng và có sử dụng thêm tamoxifen điều trị sẽ cải thiện được DFS 5 anh cũng như sống còn chung 5 năm. Về DFS thì cải thiện được là khoảng 75% so với 58% và cái OS 5 năm sẽ đạt được là 78 so với 70%. Bắt đầu từ khi phát hiện ra được là phẫu thuật cắt buồng trứng hai bên điều trị ung thư vú năm 1980 896 thì sau đó đã có rất là nhiều cái phát hiện về trong điều trị nội tiết, trong điều trị ung thư vú như tamoxifen năm 1970, các thế hệ ức chế aromatase năm 1995 như letrozole, anastrozole. Sau đó thì năm 2010 có điều trị nội tiết để ức chế chọn lọc như fulvestrant, everolimus hay gần đây là những cái điều trị nội tiết ức chế CDK46, bansilip, ribosilip, albemisilip. Về cơ chế khi mà sử dụng liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư vú sẽ ức chế con đường như là estrogen hoặc là androgen ở những phụ nữ họ mãn kinh. Trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú của Bộ Y tế năm 2020 cũng cho thấy rằng đối với những ung thư vú giai đoạn sớm nguy cơ thấp hoặc trung bình có thể cân nhắc điều trị nội tiết hỗ trợ mà không cần hóa trị. Một số trường hợp có di căn thật thì nên hóa trị, tuy nhiên điều trị nội tiết hỗ trợ luôn được đặt ra theo sau hóa trị. Theo hướng dẫn của NCCN Guideline cũng cho thấy là ở những phụ nữ mãn kinh hay tiền mãn kinh thì việc điều trị nội tiết sau khi đã điều trị phẫu thuật có thể kết hợp với ức chế buồng trứng cũng được khuyến cáo nên sử dụng. Đối với giai đoạn điều trị hỗ trợ của ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính ở những cái bệnh nhân đã mãn kinh thì được đặt ra ở những cái phụ nữ mãn kinh như là từ 60 tuổi trở lên hoặc đã cắt buồng trứng hai bên hoặc là bệnh nhân dưới 60 tuổi tuy nhiên thỏa mãn một trong các điều kiện như là không có kinh nguyệt ít nhất 12 tháng và trong đó không có sử dụng tamoxifen hoặc hóa trị, có sử dụng ức chế buồng trứng và cái nồng độ FSH estradiol huyết thanh ở mức đã mãn kinh. Thì chọn lựa giữa ức chế aromatase hay tamoxifen thì đang được cân nhắc điều trị ở những cái phụ nữ ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính ở mãn kinh thì nguy cơ tái phát càng cao thì lợi ích của các ức chế aromatase so với tamoxifen sẽ lớn hơn, sẽ ưu tiên sử dụng các thuốc ức chế aromatase ở những cái bệnh nhân nguy cơ cao. Về hiệu quả lựa chọn tương đương giữa các ức chế aromatase thì có thể các nhóm letrozole, esmethanol hay androgen đều cho thấy có hiệu quả tương đương. Cụ thể trong một phân tích gộp trên 31.000 phụ nữ hậu mãn kinh ung thư vú giai đoạn sớm có thụ thể nội tiết dương tính chia làm 3 nhóm thì ở cái nhóm sử dụng AI và tamoxifen trong 5 năm thì cái nhóm sử dụng AI sẽ cải thiện được tỷ lệ tái phát và tử vong hơn so với nhóm tamoxifen. Còn nhóm thứ hai là sử dụng tamoxifen sau đó chuyển sang dùng AI đủ 5 năm so với nhóm sẽ sử dụng tamoxifen 5 năm thì sẽ giảm được tỷ lệ tử vong với RR là 0,84. Còn nhóm sử dụng AI 5 năm so với tamoxifen sau đó chuyển sang AI thì cái nhóm sử dụng AI 5 năm sẽ có lợi thế và giảm tỷ lệ tử vong. Thì trong cái phác đồ điều trị, thời gian điều trị hỗ trợ AI thì có rất là nhiều các nghiên cứu cho thấy là nếu mà sử dụng một loại như tamoxifen trong 5 năm, nghiên cứu khác là NSABC là B42 thì khi kết hợp sử dụng tamoxifen trong 2 năm, sau đó tiếp tục sử dụng AI cho đến 5, 5 năm, 3 năm, 5 năm sau, cho thấy là cái hiệu quả sẽ tăng lên DFS cao hơn so với nhóm chỉ sử dụng đơn thuần là tamoxifen.
Đối với việc điều trị bổ trợ thêm AI 2 năm sau 5 năm sau khi sử dụng tamoxifen, đã có một khuyến cáo đăng trong New England Journal cho thấy là khi mà sử dụng 2 năm hay 5 năm AI sau khi điều trị tamoxifen sẽ không có sự khác biệt về DFS và OS ở hai cái nhóm bệnh nhân này. Cái việc điều trị thời gian bổ trợ ức chế aromata kéo dài sau 5 năm thì có rất nhiều cái thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành. Tuy nhiên, kết quả ghi nhận thì giảm tỷ lệ xuất hiện tổn thương vú xâm lấn, tuy nhiên là chủ yếu liên quan đến vú đối bên, và kết quả thì rất là hạn chế trong việc giảm khả năng tái phát di căn xa. Cho nên là cần những cái công cụ cũng như cái ước tính khác để đánh giá cái nguy cơ tái phát sau 5 năm. Khi mà so sánh về tác dụng phụ khi sử dụng nhóm tamoxifen hay ức chế aromata, thì khi sử dụng tamoxifen nó sẽ có ưu điểm là sẽ không có nguy cơ tăng cholesterol hay bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên khi mà sử dụng cái aromata thì ưu điểm so với tamoxifen thì cái giảm cái nguy cơ ung thư nội mạc tử cung cũng như các biến cố về huyết khối tim mạch như đột quỵ và tắc tĩnh mạch sâu. Thì các loại thuốc ức chế aromata thì có loại steroid và non-steroid. Thì trong đó cái loại mà trên lâm sàng các bác sĩ hay sử dụng là non-steroid, đó là atrazone, letrozole, cái nhóm steroid có estimate tăng. Thì trong cái nghiên cứu BIG198 trong giai đoạn bổ trợ, thì đây là một nghiên cứu pha 3 đa trung tâm mù đôi, cái thời gian trung vị theo dõi lên đến 60 tháng. Ở đây là một cái nghiên cứu thực hiện trên 8.000 bệnh nhân phụ nữ sau mãn kinh, ung thư vú xâm lấn giai đoạn sớm có thụ thể nội tiết dương tính. Tiêu chí chính của nghiên cứu này là DFS và tiêu chí phụ là OS. Các bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên, một nhóm là sử dụng tamoxifen, một nhóm là sử dụng letrozole trong 2 năm. Một cái nhánh khác là chia làm 4 nhóm sử dụng. Nhóm thứ nhất là tamoxifen 4 năm, 5 năm, letrozole 5 năm. Nhóm thứ ba là tamoxifen 2 năm và letrozole là 3 năm. Letrozole sử dụng trước 2 năm và tamoxifen là 3 năm. Thì kết quả của cái nghiên cứu này á, đạt được trung vị thời gian theo dõi là 26 tháng. Và khi mà phân tích dưới nhóm về DFS hay OS, hoặc là thời gian cho đến khi bệnh tiến triển, di căn xa, hoặc là thời gian tái phát, thì cái nhóm mà sử dụng letrozole vẫn mang lại nhiều lợi ích sớm trên cái bệnh nhân ung thư vú giai đoạn điều trị bổ trợ. Đối với nhóm bệnh nhân mà sử dụng letrozole sẽ giảm được 30% tỷ lệ tái phát sớm so với nhóm sử dụng tamoxifen. Khi so sánh giữa các nhóm sử dụng mà tamoxifen rồi chuyển qua letrozole trong 3 năm hoặc là sử dụng letrozole ngay từ đầu, thì việc sử dụng letrozole ngay từ đầu sẽ giúp cái giảm tỷ lệ tái phát. Khi phân tích dưới nhóm, ở nhóm bệnh nhân là có hạch dương tính hay hạch âm tính, thì vẫn cho kết quả nghiêng về sử dụng letrozole ngay từ đầu để đạt được cái hiệu quả giảm tỷ lệ tái phát tại hạch. Về các biến cố khác như gãy xương và loãng xương cao ở cái nhóm sử dụng letrozole, thì sẽ ghi nhận là cao hơn ở nhóm sử dụng tamoxifen. Về hiệu quả, đánh giá hiệu quả của các ức chế estrogen của các ức chế aromata thì có những cái nghiên cứu chéo nhãn mỡ trên 54 bệnh nhân ung thư vú mãn kinh với thụ thể nội tiết dương tính được điều trị bổ trợ 3 tháng với estrogen sau đó sử dụng letrozole và ngược lại. Thì kết quả của cái nghiên cứu này là nghiên cứu Alicode cho thấy là letrozole sẽ ức chế được estrogen và estrone sulfate nhiều hơn ở cái những bệnh nhân sử dụng estrogen, có ý nghĩa thống kê. Sau đó thì thực hiện một cái nghiên cứu so sánh giữa các ức chế aromata mà không có non-steroid, là cũng là một cái nghiên cứu chéo mù đôi, có 13 bệnh nhân. Thì nghiên cứu này cũng cho thấy là nồng độ estrogen còn lại trong khối u vú sau khi điều trị với letrozole sẽ thấp hơn so với estrogen.
sử dụng letrozole thì vẫn hiệu quả hơn khi sử dụng anastrozole. Thì tóm lại đối với ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính, khi mà điều trị bổ trợ thì điều trị nội tiết cũng đóng vai trò quan trọng. Và trong điều trị nội tiết ở giai đoạn bổ trợ thì có rất là nhiều sự lựa chọn khi điều trị. Thì khi cân nhắc sử dụng ức chế aromatase giữa các nhóm thì cho thấy là letrozole sẽ giảm được tỷ lệ tái phát sớm, giảm nguy cơ tái phát cũng như nguy cơ tử vong so với tamoxifen. Đồng thời cũng ức chế được nồng độ estradiol trong máu cũng như mô khối u nhiều hơn so với estrogen. Việc điều trị AI thì cần theo dõi và đánh giá ở cái những cái bệnh nhân mức độ loãng xương cũng như những bệnh nhân có tiền sử loãng xương. Thì em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị. À, cảm ơn bác sĩ Minh Huệ đã trình bày về cái vai trò của thuốc chế aromatase trong ung thư vú giai đoạn sớm. Thì chúng ta biết rằng là sau khi cái vấn đề chẩn đoán bệnh lý ung thư vú, chúng ta cần phải phân nhóm theo cái phân loại của Sengalen. Thì trong nhóm nội tiết dương luminal A hoặc là B thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn thuốc hỗ trợ là thuốc nội tiết. Dĩ nhiên là hóa trị vẫn có một số cái vai trò trong một số chỉ định cụ thể. Tuy nhiên trong cái bài trình bày thì bác sĩ Huệ không có nhấn mạnh đến cái vai trò hóa trị mà tập trung vào các nghiên cứu sử dụng cái thuốc nội tiết, thì cho thấy rằng tiên lượng cho nhóm bệnh lý này rất là tốt. Thì chúng ta lưu ý rằng là tỷ lệ của cái nhóm luminal A nó chiếm khoảng 40%. Thì do vậy thì đây là một cái nhóm bệnh lý nhóm bệnh nhân quan trọng và có hiệu quả lâu dài. Tuy nhiên thì chúng ta phải lưu ý một số tác dụng phụ liên quan đến thuốc AI. Bác sĩ Hoài cũng đã liệt kê trong các nghiên cứu và cũng lưu ý rằng là letrozole thì nó đến sau, nhưng mà dù sao nó cũng có một số cái nghiên cứu cho thấy rằng nó có một vài hiệu quả vượt trội hơn với nhóm anastrozole đã có kinh nghiệm sử dụng lâu lâu dài tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng như ở các cơ sở y tế khác. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thị Liên sẽ giới thiệu về cái vai trò của AI trong ung thư vú giai đoạn di căn. Thì đây là một nhóm bệnh lý cũng rất là khó và có rất nhiều lựa chọn điều trị. Xin mời bác sĩ Bích Liên. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Tuấn Anh, kính thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Huệ cùng quý anh chị đồng nghiệp, thì tiếp theo phần trình bày của bác sĩ Minh Huệ về cái vai trò của liệu pháp nội tiết trong cái giai đoạn ung thư vú giai đoạn sớm, thì em xin được phép trình bày một cái chủ đề, đó là vai trò của cái thuốc ức chế aromatase trong điều trị ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính ở cái giai đoạn tiến xa di căn. Thì em xin phép được share màn hình. Slide xong rồi nào. Rồi. Thì bác sĩ Huệ cũng đã nói qua cho chúng ta về cái dịch tễ, do đó là em xin được phép là lướt qua phần này. Thì mình biết rằng là ung thư vú thì sẽ có những cái phân nhóm, và dựa vào cái những cái phân nhóm này mình có cái tiên lượng riêng. Và như tiến sĩ bác sĩ Lê Tuấn Anh cũng vừa nói rằng là cái nhóm mà luminal A nó sẽ chỉ chiếm 4 đến 40% là những nhóm có tiên lượng tốt. Tuy nhiên, bên cạnh nhóm luminal A thì mình sẽ có 10 đến 20% bệnh nhân là thuộc phân nhóm luminal B. Những nhóm bệnh nhân này thì có đặc điểm là thường là họ có thể biểu lộ cái nội tiết không có được cao, tuy nhiên cây số 7 thì lại cao, và thường là những nhóm bệnh nhân này là có tình trạng là xuất hiện là tiến triển hoặc là tái phát sớm. Và ở những nhóm bệnh nhân mà có thụ thể nội tiết dương tính, mình biết rằng là di căn xương là những cái cơ quan mà có thể ghi nhận được, và khi mà mình điều trị những nhóm bệnh nhân này thì chúng ta sẽ cân nhắc dựa vào nhiều yếu tố. Trong cái điều trị ung thư vú thì vai trò của đa chuyên khoa là rất là quan trọng, điều trị đa mô thức để mà chúng ta có thể có một cái tiếp cận phù hợp nhất cho bệnh nhân. Đối với mục tiêu của điều trị ung thư vú di căn thì mục tiêu của chúng ta, đây là một cái bệnh mình không nói là gọi là không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng mà là có thể điều trị được, với mục tiêu là kiểm soát
và làm cho bệnh thoái lui cũng như là kéo dài sự sống. Bên cạnh cái chuyện là kéo dài cuộc sống thì cũng phải cải thiện triệu chứng và chất lượng sống của bệnh nhân. Do đó khi đánh giá một bệnh nhân ung thư vú di căn, chúng ta ngoài cái tình trạng phù thể nội tiết hợp tu thì chúng ta sẽ coi coi đến cái lịch sử điều trị bệnh nhân, cái độc tính trước đó, cũng như là coi coi cái tiền sử của bệnh, đây một cái thời gian sống không bệnh tiến triển là dài hay là ngắn, cũng như là tổng trạng và cái điều kiện bệnh lý đi kèm của bệnh nhân, cũng như là cái yếu tố kinh tế để mà bệnh nhân có thể có những cái lựa chọn điều trị cũng như là các điều trị hiện có. Thì cơ sở của điều trị nội tiết thì bác sĩ ngoại cũng đã nói rất là kỹ cho chúng ta. Ở bên đây thì mình xin nhắc lại gọi là một cách tổng quan để chúng ta dễ hiểu là khi estrogen muốn hoạt động thì phải có gặp với thụ thể của nó ở trong tế bào. Và sau khi mà estrogen tác động với thụ thể của estrogen để mà tạo ra phức hợp hoạt hóa thì mới giúp cho cái con đường mà tăng sinh tế bào phát triển. Thì khi mà chúng ta có thể ức chế được những cái con đường mà thứ nhất là tạo ra estrogen, hoặc là thứ hai là chúng ta khi mà đã tạo ra estrogen rồi, chúng ta ức chế được những cái thụ thể của estrogen để estrogen không thể tác động vô thụ thể của nó, thì cũng sẽ làm giảm cái sự phát triển của bệnh. Thì vượt qua các lịch sử điều trị thì chúng ta đã biết có những nhóm thuốc nội tiết được sử dụng trong cái điều trị ung thư vú. Thì trước phần trình bày về vai trò của các liệu pháp nội tiết trong giai đoạn sớm, thì ở vai trò di căn, các cái thuốc nội tiết này nó có vai trò gì hay không? Thì đây là một cái nghiên cứu thì hơi PO25 ở giai đoạn điều trị bước 1. Quay trở lại lịch sử ngày xưa khi mà các thuốc chứa CDK46 chưa ra đời, thì lúc này mình sẽ có vai trò của thuốc tamoxifen hoặc là nhóm ức chế aromata. Thì đây là một cái nghiên cứu ở bước 1, những cái ở trên gần 1.000 bệnh nhân ung thư vú mãn kinh mà giai đoạn tiến triển di căn giai đoạn 3B trở lên, thì họ so sánh là tamoxifen hay là letrozole. Và những nhóm bệnh nhân này ở hai nhánh này thì những bệnh nhân có thể được chuyển sang nhánh điều trị còn lại khi mà có bệnh tiến triển. Nghiên cứu này mục tiêu ban đầu, tiêu chí chính là thời gian sống không bệnh tiến triển, và cái tiêu chí phụ đó là cái tỷ lệ đáp ứng cũng như là thời gian đáp ứng và mức độ an toàn. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng là đối với cái nhóm mà sử dụng letrozole thì sẽ kéo dài so với thuốc tamoxifen là lên tới là 3.4 tháng, với cái tỷ lệ xin lỗi đây này, chúng ta nhìn hai đường biểu diễn này thì chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân ung thư vú di căn hậu mãn kinh thì khi mà chúng ta sử dụng thuốc letrozole so với tamoxifen, nó sẽ giảm được 28% nguy cơ tiến triển, và thời gian sống không bệnh tiến triển trung vị là ở cái nhánh mà sử dụng tamoxifen là khoảng 6.4 tháng, cho với cái nhánh mà chúng ta sử dụng với thuốc letrozole là được 9 tháng. Còn đối với tỷ lệ đáp ứng thì như thế nào? Tỷ lệ đáp ứng cũng cao hơn ở nhóm sử dụng thuốc ức chế aromata là letrozole là 32% so với cái nhóm mà chỉ sử dụng tamoxifen là chỉ được 21% mà thôi. Thì đây là một cái lựa chọn điều trị trong bước 1. Còn sau đó thì có một cái nghiên cứu người ta lại thấy rằng nếu mà chúng ta sử dụng thuốc ức chế aromata nó cho được cái thời gian sống không bệnh tiến triển là 9 tháng rồi, thì chúng ta sử dụng một cái thuốc khác là fulvestrant, là một cái chất mà điều hòa thụ thể của estrogen, thì nó có như thế nào, nó cũng cho được cái BFS là lên được tới là 16.6 tháng từ kết quả của cái nghiên cứu phân công. Vậy thì đó là vai trò của các thuốc ở điều trị bước 1. Còn bước 2 thì như thế nào? Ở bước 2 thì mình sẽ có cái nghiên cứu ở những cái nhóm bệnh nhân. Thì khi mà nhóm trong cái nghiên cứu này, xin lỗi, xin được quay lại cái thiết kế nghiên cứu. Đây là một cái nghiên cứu nhánh mở đa trung tâm ngẫu nhiên trên hơn 700 bệnh nhân ung thư vú mãn kinh tiến triển hoặc là di căn đã điều trị với một liệu pháp kháng estrogen. Và bệnh nhân này cũng được chia làm hai nhánh, đó là một nhánh sử dụng letrozole và một nhánh khác đó là sử dụng anastrozole. Thì mình thấy rằng là về cái kết quả thì ở cả hai cái thuốc ức chế aromata này thì đều cho được cái tỷ lệ đáp ứng là 19% ở bước 2, và cái trung vị thời gian sống không bệnh tiến triển là 5.7 tháng.
và cái sự an toàn thì tương tự nhau giữa hai nhóm. Vậy thì tổng kết lại, chúng ta thấy rằng là trước khi mà thời điểm có cái sự xuất hiện của các thuốc ức chế CDK46 thì điều trị bước 1 ung thư vú di căn ở bệnh nhân có nội tiết dương tính mà sử dụng các cái liệu pháp nội tiết thì chúng ta thấy là quanh quẩn tối đa là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì chỉ được đạt được cái PFS là khoảng 16 tháng mà thôi. Từ kết quả của các nghiên cứu như là nghiên cứu PO25 mà tôi đã trình bày trong phần trước đó cũng như kết quả của nghiên cứu Phan Công. Rồi khi mà chúng ta qua bước 2 thì cái thời gian sống không biện tiến triển nó càng thấp hơn. Như tôi vừa một trình bày trong cái nghiên cứu mà sử dụng letrozole hoặc anastrozole thì chung vị là thời gian sống không bệnh tiến triển là được khoảng là quanh quẩn trong mức là 5 tháng. Sau đó thì khi mà những cái bệnh nhân mà ung thư vú nội tiết người ta thấy rằng là trong cái chu trình mà để tăng sinh tế bào thì nó sẽ có một cái cơ chế để mà tế bào chuyển từ pha G1 sang pha S thì nó sẽ là con chuyển dẫn truyền silin D CDK46. Xin mình phép được xe cái laser pointer đây. Thì mình thấy là cái con đường phụ thuộc vào CDK46 hay là silin D để mà chu trình tế bào chuyển từ pha G1 sang pha S, nếu như mà chúng ta sử dụng các thuốc mà ức chế vô CDK46 thì nó sẽ làm dừng chu trình tế bào từ pha G1 sang pha S. Do đó cái mà phiên mã mà phụ thuộc vào cái pha này, pha G1 sang pha S này sẽ bị dừng lại, do đó là làm giảm cái tăng sinh tế bào. Và khi mà các nghiên cứu mà phối hợp với thuốc ức chế CDK46 thì sẽ được nghiên cứu phối hợp với một thuốc ức chế aromata. Đây là một vài cái nghiên cứu để mà điều trị những nhóm bệnh nhân ung thư vú tiến xa di căn mà có nội tiết dương tính. Thì chúng ta thấy đây, chúng ta có ba cái nhóm thuốc ức chế CDK46 thường sử dụng trên lâm sàng, đó là ribociclib, abemaciclib và palbociclib. Thì có được điều trị ở trong bước 1 hoặc là bước 2, và cái thuốc phối hợp là có thể là dùng AI, letrozole hoặc là sử dụng một thuốc đó là điều hòa thụ thể của chọn lọc của thụ thể estrogen đó là fulvestrant. Thì mình nhìn kỹ trong các nghiên cứu này, đây là một cái chỉ định cũng như là cái tổng hợp thì cho tới thời điểm vào năm 2021 thì người ta đã cập nhật thì chỉ có cái nghiên cứu mà sử dụng thuốc ức chế CDK46 là ribociclib thì có cập nhật về cái cải thiện OS. Thì mình nhìn từ bước 1 cho đến bước 2 thì đối với những cái nhánh điều trị mà có thêm ức chế CDK46 thì đều làm có thể là tăng được gấp đôi cái thời gian sống không bệnh tiến triển. Chúng ta thấy trong phần trình bày vừa rồi tôi có trình bày từ bước 1, nếu mà chúng ta chỉ sử dụng phương pháp trăng không thì kết quả nghiên cứu mà tốt nhất thì chỉ được 16.6 tháng. Tuy nhiên khi mà chúng ta có phối hợp thêm những thuốc ức chế CDK46 thì cái thời gian này có thể kéo dài hơn, và tôi sẽ tìm được trình bày cụ thể những cái nghiên cứu. Thì trong cái nghiên cứu mà có sử dụng letrozole là một trong những cái AI được sử dụng phối hợp thì đã có nhiều nghiên cứu như là nghiên cứu Paloma 2 hay là nghiên cứu Mona Lisa 2 là sử dụng ngay từ bước 1 là phối hợp với lại thuốc ức chế CDK46 hoặc là thuốc nghiên cứu Monas 3. Và cái thời gian sống không bệnh tiến triển chúng ta có thể thấy trong cái phần tổng kết này, chúng ta nhìn thấy rằng là đối với những cái nhánh mà chỉ sử dụng thuốc AI thôi thì thời gian sống không bệnh tiến triển chỉ quanh quẩn khoảng 16 tháng. Tuy nhiên khi chúng ta có thể kết hợp với thuốc ức chế CDK46, thời gian này nó có thể lên tới là được 28 tháng. Và cái tỷ lệ đáp ứng cũng tăng lên rõ rệt, nó có thể lên tới là 50%, trên 50% ở nhánh sử dụng ức chế CDK46 phối hợp với AI. Thì trong đây là một nghiên cứu Paloma. Paloma 2 là một cái nghiên cứu mà sử dụng ở những bệnh nhân ung thư vú hậu mãn kinh có nội tiết dương tính, và cũng được chia làm hai nhánh, đó là những nhánh bệnh nhân có sử dụng phối hợp với palbociclib hoặc và letrozole so với nhánh sử dụng letrozole đơn trị. Và cái tiêu chí chính của nghiên cứu này cũng là thời gian sống không bệnh tiến triển và tiêu chí phụ lần lượt đó là tỷ lệ đáp ứng cũng như là OS và tính an toàn. Thì nghiên cứu này cho thấy rằng là khi chúng ta phối hợp palbociclib với letrozole ở ung thư vú giai đoạn tiến xa di căn có nội tiết dương tính ngay từ bước 1 đã làm giảm 42% nguy cơ tiến triển. Và ở tất cả các phân nhánh, kể cả nhóm bệnh nhân có di căn tạng không, những nhóm bệnh nhân mà ở các chủng tộc cũng như là các nhánh bệnh nhân mà đã sử dụng các thuốc
mà trong cái giai đoạn bà bổ trợ hoặc là chưa sử dụng thuốc gì thì tất cả nhóm bệnh nhân này đều có lợi. Tuy nhiên lợi ích này chúng ta phải lưu ý rằng là lợi ích về mặt PFS. Còn trong nghiên cứu Monalisa 2 là một cái nghiên cứu sử dụng một thuốc ức chế CDK46 khác, đó là ribociclib với liều 600 mg một ngày và thời gian uống là 3 tuần nghỉ một tuần phối hợp với letrozole là uống liên tục mỗi ngày so với chỉ nhánh sử dụng letrozole đơn trị ở những nhóm bệnh nhân ung thư vú tiến xa mà chưa điều trị trước đó, thì cho thấy rằng là cái PFS cũng cải thiện được đáng kể. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là ở nhánh sử dụng với letrozole thì chỉ được là khoảng 16 tháng, tuy nhiên mà nhánh sử dụng có phối hợp là lên tới 27 tháng. Và đặc biệt là nghiên cứu này cũng cập nhật vào năm 2021 là nó cải thiện được cả sống còn toàn bộ luôn, đó là OS ở nhánh sử dụng có phối hợp thêm chế C46 ribociclib từ đầu là OS trung vị được 63.9 tháng so với nhánh sử dụng letrozole đơn trị đó là 51.4 tháng. Và cái lợi ích về mặt PFS của nhóm bệnh nhân sử dụng ribociclib phối hợp với letrozole thì cũng được thể hiện ở tất cả các phân nhánh về mặt sinh học. Do đó chúng ta nhìn kỹ lại thì trong cập nhật điều trị khuyến cáo NCCN chúng ta có thể thấy rằng là ức chế aromatase phối hợp với ức chế CDK46 thì đã được ưu tiên là lựa chọn bước 1 ở những bệnh nhân ung thư vú tiến xa có tổ thể nội tiết dương tính mà có chỉ định điều trị với nội tiết. Và chúng ta phải lưu ý rằng là có một cái mở ngoặc nhỏ thôi cũng là một cái là để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta lựa chọn các thuốc ức chế CDK46 thì có một cái thuốc được Kerugi 1 bởi vì nó đã chứng minh được hiệu quả cải thiện về mặt OS luôn. Còn chúng ta lưu ý rằng là trong guideline khuyến cáo cũng thấy rằng là nó sẽ có sự bất tương đồng giữa cái chuyện là một bệnh nhân có thụ thể nội tiết ngay từ đầu nhưng mà cái tổn thương di căn không thấy cái thụ thể hoặc là mình không có làm. Do đó chúng ta nếu có những cái bệnh nhân ung thư vú di căn tiến xa và những bệnh nhân này đã cần điều trị trước đó thì chúng ta nếu có cơ hội chúng ta phải cân nhắc, đặc biệt là những nhóm mà ví dụ như trước đó bệnh nhân tam âm thì có thể có tình trạng xuất hiện thụ thể nội tiết dương tính hoặc là một số trường hợp ngược lại có thể là bị gọi là đúng là bệnh nhân âm tính dạng với là mình xét nghiệm thì không có được, cho nên là mình phải hết sức lưu ý để mà chúng ta tăng cơ hội điều trị cho bệnh nhân. Còn cái cách tác dụng phụ thì bác sĩ Huệ cũng đã nói rất là rõ, đặc biệt là trong cái nghiên cứu BIG 198 thì đã thể hiện được cái vai trò ở những nhóm bệnh nhân sử dụng bổ trợ với letrozole so với tamoxifen. Còn về tác dụng phụ thì cũng trong cái nghiên cứu này mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ biến cố do gãy xương khi mà điều trị với AI là sẽ cao hơn ở nhánh sử dụng kháng ức chế aromatase so với nhánh sử dụng tamoxifen. Cụ thể trong nghiên cứu này là tỷ lệ cái biến cố liên quan đến gãy xương do xương ở những nhánh bệnh nhân sử dụng mà letrozole là lên 5.7% so với nhánh sử dụng tamoxifen là 4%. Và chúng ta biết rằng là trên những cái nghiên cứu tổng hợp này thì số bệnh nhân rất là lớn, trên dữ liệu trên 8.000 bệnh nhân. Do đó là khi điều trị những cái bệnh nhân mà có điều trị với ức chế aromatase thì chúng ta phải lưu ý là phải đo cái mật độ xương của bệnh nhân, phải lưu ý đến cái tình trạng mà bệnh nhân có thể xuất hiện có nguy cơ yếu tố nguy cơ gãy xương cao thì chúng ta phải cân nhắc để điều trị bổ trợ thêm cho bệnh nhân. Còn khi mà chúng ta có nhiều cái vũ khí trong tay, ví dụ như chúng ta vừa có letrozole, vừa có dapsone, vừa có esmethasone thì mình lựa chọn những cái gì thì rõ ràng là chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ dựa vào kết quả từ những cái thử nghiệm lâm sàng đã được hướng dẫn và đồng thuận của các chuyên gia cũng như là các phác đồ hướng dẫn của nước sở tại như là phác đồ của Bộ Y tế, thì chúng ta có thể là xem là có một vài cái nghiên cứu nhỏ lẻ ở đây thì tôi chỉ nói là khi mà giữa hai các thuốc ức chế aromatase và nonsteroid thì một cái nghiên cứu nhỏ này trên 54 phụ nữ thôi, người ta coi rằng là cái sự ức chế cái nồng độ estradiol và estrogen là hai cái estrogen mà hay có trong cơ thể, bởi vì trong cơ thể của chúng ta á, sẽ có ba cái loại estrogen khác nhau đó là estradiol, estrogen và estriol. Thì estradiol và estrogen là hai cái thường gặp, mà estrogen là thường gặp ở mô cơ, mô mỡ, còn estradiol là gặp ở những cái người phụ nữ trong độ tuổi còn sinh sản. Còn một cái estrogen là E3, có nghĩa là estrogen thì chỉ gặp ở những cái trong thời kỳ mang thai mà thôi. Do đó khi mà ta đo đồng lộ ở những cái bệnh nhân mà thường điều trị thì người ta sẽ đo hai cái loại estrogen này, đó là estradiol và estrogen. Thì trên cái nghiên cứu này họ thấy rằng là khi chúng ta điều trị với anastrozole hoặc letrozole thì cái nồng độ mà estradiol hoặc là estrogen đo được
thời gian mà người ta sử dụng là anastrozole thì nó cao. Còn đối với những nhóm bệnh nhân mà sử dụng letrozole thì nồng độ này thấp hơn, nghĩa rằng là cái kết quả từ cái nghiên cứu nhỏ lẻ này ở trên dân số nhỏ này cho thấy rằng là letrozole có khả năng ức chế estradiol và estrogen nhiều hơn anastrozole. Tuy nhiên đây chỉ gỡ máu thì nó không là cao, tuy nhiên cũng cho thấy rằng là có thể là một trong những hướng để mà chúng ta cân nhắc. Cũng như là một cái nghiên cứu khác, người ta cũng đó là nhóm bệnh nhân, xin lỗi, trong cái nghiên cứu đầu tiên đó, là bệnh nhân điều trị bổ trợ, nghĩa là bệnh nhân đã phẫu thuật rồi, có thể là nó có thể thay đổi sau khi mà do mình đã phẫu thuật đi. Còn một cái nghiên cứu khác cũng tương tự như vậy, cũng thiết kế nghiên cứu là giống, người ta đo nồng độ estrogen ở trong máu của những cái bệnh nhân mà điều trị ung thư vú, nhưng mà ở cái giai đoạn này là giai đoạn tân bổ trợ và cái giai đoạn trong trước và trong quá trình phẫu thuật, nghĩa là không phải là giai đoạn bổ trợ như nghiên cứu trước, thì cũng thấy rằng là nồng độ estrogen thấp hơn khi mà người ta sử dụng letrozole. Thì qua cái phần trình bày này thì cũng xin tóm tắt lại, đó là điều trị nội tiết cũng đóng vai trò quan trọng trong điều trị ung thư vú tuyến xa, đặc biệt là đối với bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính. Và letrozole thì đã chứng minh được kéo dài thời gian sống ung bệnh tiến triển, giảm nguy cơ tiến triển và tăng tỷ lệ đáp ứng toàn bộ so với tamoxifen. Và khi phối hợp được với thuốc ức chế CDK46 thì cũng cho thấy được có thể cải thiện được PFS và OS. Và đặc biệt là một cái lưu ý, đó là khi mà chúng ta điều trị với những thuốc ức chế aromatase thì chúng ta cũng cần phải theo dõi và điều trị dự phòng với những bệnh nhân mà có thể mà có nguy cơ ảnh hưởng đến cái biến cố về xương. Và xin trân trọng cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ Bích Liên đã trình bày xong cái phần trình bày liên quan đến vai trò của thuốc ức chế aromatase trong giai đoạn ung thư căn. Thì bác sĩ Liên đã nhấn mạnh đến các phối hợp giữa AI với lại thuốc ức chế CDK46 và cũng nói thêm về cái so sánh hiệu quả giữa các nhóm AI với nhau. Thì nhìn chung lại hai bài trình bày chúng ta thấy rằng là chúng ta đang gọi là kiểm soát khá là tốt cho cái nhóm bệnh lý mà tôi thấy là tiết dương dù giai đoạn sớm hay giai đoạn muộn. Thì về cái kết quả điều trị ấy, thì chắc có lẽ các bác sĩ lâm sàng có tham gia điều trị ung thư vú thì thấy thứ nhất là bệnh nhân cũng khá hài lòng tại vì thuốc viên uống, thứ hai là cái quá trình quản lý phụ không phải là quá khó khăn, mặc dù các bác sĩ trong bài trình bày nói đến biến cố về tim mạch như biến cố về loãng xương thì chắc chắn là chúng ta phải quan tâm và chúng ta phải cho đi khám các chuyên khoa về xương khớp cũng như là loãng xương trước khi chúng ta bắt đầu điều trị. Vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng là cần phải thảo luận là không phải giải quyết quản lý tiền phụ nữa mà chúng ta đi qua cái quy định mới thì cũng có những câu hỏi đặt ra cho bác sĩ Huệ, ví dụ như là chúng ta đã thấy cái vai trò của hỗ trợ rất là tốt rồi thì có những tình huống nào chúng ta nên đưa vào trong tâm hỗ trợ hay không, đó là cái vấn đề mà chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều trong lâm sàng, cũng như là cái câu hỏi dành cho bác sĩ Bích Liên là cái vấn đề sử dụng cái túi chế AI thì kinh nghiệm chúng ta đã có nhiều đối với lại cái nhóm anastrozole, thì bây giờ có thêm cái letrozole thì cũng là một thuốc không phải là mới nhưng mà chúng ta không có nhiều kinh nghiệm, thì bác sĩ Bích Liên có cái lời khuyên hay có cái băn khoăn gì khi áp dụng thuốc này hay không? Bây giờ là chúng ta có liệu được nó có sự khác biệt lớn đối với anastrozole hay là nó vẫn tương đồng về mặt tác dụng phụ cũng như là hiệu quả điều trị? Là xin mời bác sĩ Huệ vận động trước. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn Anh. Thì đối với điều trị nội tiết á, thì hiện tại bây giờ rất là nhiều chọn lựa. Thì đa phần điều trị nội tiết hiện tại chỉ ở giai đoạn sớm cũng như là giai đoạn điều trị bổ trợ cũng như giai đoạn điều trị cho giai đoạn di căn như bác sĩ Bích Liên cũng trình bày rồi. Tuy nhiên ở cái giai đoạn tân bổ trợ thì hiện tại bây giờ thì điều trị nội tiết cũng chỉ cân nhắc ở một số cái trường hợp mà đặc biệt, giống như là bệnh nhân thể trạng yếu hoặc là trong thời gian chờ đợi bệnh nhân có những cái cần phải điều trị nội khoa thêm mà có thụ thể nội tiết dương tính thì mình mới cân nhắc điều trị thụ thể nội tiết ở cái giai đoạn tân hỗ trợ thôi. Còn cái chỉ định mà điều trị trước đa phần là phải cân nhắc sử dụng hóa trị nhiều hơn là điều trị nội tiết tân hỗ trợ. Rồi. Trường
Chị xin rồi giờ làm sao nhờ, bây giờ đừng chị nói lại. Cái này à, bỏ vô nút đã rồi mở mic. Dạ thì xin cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ bác sĩ Lê Tuấn Anh. Thì rõ ràng là chúng ta biết rằng là đối với các nghiên cứu vừa trình bày thì đa số như kết quả của nghiên cứu Mona Lisa 2 hay là Paloma 2 thì họ đều là lựa chọn letrozole là một cái AI mà phối hợp với lại các thuốc ức chế CLK46. Do đó thì tuy nhiên là khi mà trong cái nghiên cứu á, thì rõ ràng là trong cái nghiên cứu em vừa trình bày ở nghiên cứu FAM-ENT1 thì rõ ràng là cái hiệu quả thì là như nhau, tỷ lệ vẫn như nhau ở hai hai nhóm anastrozole hay là letrozole, và cái tác dụng phụ thì ghi nhận là dù như là những tác dụng phụ mà hay gặp mà có thể lên tới 10% như là đau xương thì nó cũng ghi nhận là đồng đều ở ở hai nhánh sử dụng. Và trong các nghiên cứu thì bởi vì từ cái thử nghiệm lâm sàng hay phối hợp với letrozole thì do đó thì khi mà có trong thực hành lâm sàng thì nếu mà mình có được letrozole sẵn có để mà điều trị thì rất là thuận tiện để mà có thể là mình có thể, thứ nhất là mình có thể là theo dõi coi là khi mà mình dùng một cái phác đồ đúng như tiêu chuẩn cũng như là đúng như trong nghiên cứu, và thì cái tác dụng dụng của bệnh nhân sẽ như thế nào. Đồng thời là khi mà mình có đúng cái thuốc thì khi mà có thể có những cái biến cố hoặc là những có cái gọi là hiệu quả hoặc là những cái mà đáp ứng của bệnh nhân đó, mình vẫn có thể là diễn giải được. Do đó là rất là mong rằng là sẽ có luôn luôn có thuốc để mà có thể mà gọi là đồng hành. Và trong cái kinh nghiệm cá nhân thôi thì bởi vì thuốc ức chế CLK46 cũng là một cái thuốc mà cũng cũng là được ưu tiên hàng đầu trong trong điều trị, thì tại trung tâm ung bướu thì cũng có khoảng hơn 20-30 ca điều trị, thì cái nhóm bệnh nhân sử dụng phối hợp á, thì các lựa chọn điều trị vẫn là tùy tùy theo cái hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn sẵn có của bệnh viện nữa. Mình biết là có những cái tình huống mà buộc mình phải lựa cái loại còn lại có duy nhất có, thì anastrozole hay là letrozole thì cũng khi mà phối hợp với chế CLK46 thì cũng đều chứng minh được cái hiệu quả đạt được lợi ích lâm sàng cho bệnh nhân. À, cảm ơn phần trả lời của bác sĩ Huệ với Speedling. Thì chúng ta cũng có cái thảo luận cũng tôi ngắn gọn thôi, nhưng mà cũng nhấn mạnh cái vai trò của thuốc ức chế AI, ức chế aromatase trong điều trị ung thư vú giảm sớm và di căn. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng có rất nhiều câu hỏi khác, tuy nhiên thì vì thì thời lượng chương trình nó có giới hạn nên chúng tôi xin phép kết thúc ở đây và cũng sẽ trông đợi có những cái buổi hội thảo tiếp theo. Thì cũng mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp để các buổi thảo diễn ra có nhiều thông tin hơn. Xin cảm ơn hai báo cáo viên đã chuẩn bị bài cũng như trình bày cũng rất là lưu loát và rất là hay. Xin cảm ơn mọi người buổi chiều vui vẻ. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Chào anh Tuấn Anh.